bây giờ đi ra bên đây kho kho thành phẩm. Đó, hàng đóng xong rồi sản xuất xong rồi để đây cất đó các bạn, cất xong rồi y là tới lịch để người ta giao hàng. Ở đây cũng có toilet luôn. Vô phòng nào vậy chứ ông trọng không, ý là em không thấy, ông hỏi thôi à, tại nãy gì bảo vệ nói là mới ông qua đây rồi mà, ý là không gặp rồi hỏi thử thôi đó cái gì. Ừ, cái này cứng luôn, nhìn thấy nó ghê dữ trời. Đừng có dựa dựa thấy ớn quá. Ô là hàng thành phẩm làm đem lên đây hả? Rồi đại xuất hả? Tại vì nó chặt quá trời, đã có chỗ rồi đấy. Hàng quá chừng luôn ha. Là bên đây là đóng gói ha, đây sản xuất không qua đây đóng gói. Đóng gói xong rồi thành phẩm để đây hả? Cái gì dọn lên đây. Cái hàng này đi á, để đây, còn hàng nếu mà như này qua Tết nó đi cũng đem lên đây. Khoảng 50k đó, đi đi. Lấy hàng phải có hàng, hàng lên. Có chuyến là có chuyến đi có chuyến về đó, hiểu không? Có chuyến bay đi phải có chuyến bay về. Mấy giấy cuộn đó mình nhập á hả? Ủa xe nâng bên đây là mình có mấy xe nâng anh? Hai hả? Xe nâng điện hả? Nâng hàng nào, ý là bên kho là chỉ có một mình anh thôi hả? Có, tao có chứ chị. Chứ bố là người lái vậy mà. Đi quay quay phim gì không hả? Không. Biết đâu có đi vòng chơi quay phim chơi vui thôi chứ đâu có gì đâu. Ngồi đến đó là sáng mới chấm công thời vụ xong rồi biết đâu á. Có chấm công gì mà. Mà anh chấm. Để em không chấm. Em về bữa kìa, em làm bảo hiểm. Thì vụ tính ngày. Ngày bên công ty thời vụ nó trả cho mấy người này 200 mấy. 3 lét gỗ. Qua đây đông vui quá ta ơi. Ê, ngồi chơi đông vui quá.